Sau đây sẽ là phần đút sữa cho mèo uống. Sữa này là sữa bio dành riêng cho mèo sơ sinh nha các bạn. Không có uống sữa ông thọ, không có uống sữa có đường. Nói chung là hồi đó giờ tôi nuôi mèo con, tôi chỉ cho mèo con uống sữa dành riêng cho mèo con, chứ không có uống những loại sữa khác. Và cái sữa này có pha thêm men tiêu hóa. Còn những bạn mới nuôi mèo sẽ hỏi là cách pha sữa như thế nào, sữa hiệu gì, men tiêu hóa hiệu gì. Mình đã up ở cái video trước cách pha chi tiết luôn. Một hồi mình sẽ copy lại cái đường link mình để phía dưới, các bạn cứ nhấp vô là coi được nha. Cái video đó hướng dẫn lần đầu tiên cho mèo con uống sữa luôn, là không có đút nhiều như vậy đâu. Lúc này là tụi nó đã quen với uống sữa rồi. Lần đầu tiên đút cho nó là đút từng giọt một. Còn nó uống nhiều kiểu này là nó đã quen rồi. Chứ mới đút lần đầu mà đổ như vậy nó sẽ sặc. Đút sữa cho mèo con hạn chế tối đa bị sặc nha. Nó sặc nhiều quá nó bị ngợp á, nữa nó ảnh hưởng tới đường hô hấp là nguy hiểm lắm. Nói chung mèo con mà, nó còn nhỏ nó thiếu chất tùm lum hết trơn. Chứ đặc biệt là những con này nó bị thiếu sữa mẹ nữa. Và mình phải tiếp sữa cho nó thôi. Mà tiếp sữa phải tiếp đúng cách nha. Mấy bạn có nhiều người tốt tiếp sữa cho mèo, nhưng mà cho uống sữa có đường, cho uống những loại sữa của người là thua luôn. Các bạn tiếp nó chẳng khác gì các bạn hại nó. Tại mình cho uống những loại sữa đó nó dễ bị tiêu chảy, dễ bị sình bụng lắm. Đã tiếp thì tiếp đúng cái sữa dành cho mèo con. Chứ mình không có xài sữa ông thọ hay là sữa có đường đâu. Hồi đó mình cũng không biết nha. Mình nghĩ là ở nhà mình có sữa gì mình cho uống sữa đó. Hồi đó mình còn nhỏ đó, thì người ta chỉ kêu là cho mèo uống sữa, cho người ta không có chỉ loại nào hết trơn. Thì mình mua đại sữa có đường. Thì lúc đó mình cũng không biết, mình cũng nuôi chết một hai con đó. Thì từ từ rút kinh nghiệm nha mọi người. Sẽ có những con sống, những con chết, mà đa số nó chết nhiều. Uống mấy cái đó nó không có tiêu hóa được, nó bị sình bụng đó. Chỉ dành riêng sữa cho mèo con. Một khi mà mình đút sữa cho nó uống là mình muốn nó sống đúng không? Muốn nó sống thì mình phải cho nó uống đúng cái loại sữa dành cho nó. Mà cái sữa đó nhớ nha, phải pha chung với men tiêu hóa nó mới ổn nha. Nhiều con cái đường ruột nó không ổn định đâu, nó uống sữa dành cho mèo nó vẫn bị tiêu chảy, vẫn bị sình bụng nha. Phải có men tiêu hóa cho chắc ăn. Một gói men tiêu hóa bio dành cho mèo cao nhất là 7.000 một gói. Mà một gói đó tôi xài không dài là được 5 ngày đó mọi người. Pha lần có chút xíu à, không có tốn nhiều chân. Tốn là cái sữa đó, sữa cho mèo đó. Mà mình chỉ chịu khó trong vòng 1 tháng đầu là cùng. Từ từ mình tập cho nó ăn cháo rồi lớn lên luôn. Mình chịu khó cái thời gian đầu thôi. Rồi còn thêm một cái trường hợp nữa, nếu tụi nó lớn lên á, cơ thể tụi nó phát triển bình thường thì tụi nó sẽ sống luôn. Còn nhiều con lớn lên cơ thể của nó bất ổn hay nó khác biệt người khác hay sao đó, rồi nó mất từ từ á, thì cái đó là chịu. Coi như cái số của nó làm mèo chỉ tới đây thôi. Ngay cái lúc còn nhỏ như vậy nè, mình thấy nó bất ổn cái gì đó thì mình cứ cố gắng hết sức mình tiếp tụi nó. Thì lớn lên thì tùy duyên, tùy hoàn cảnh thôi. Hồi đó giờ nuôi nhiều mèo mình cũng chứng kiến nhiều đứa ra đi rồi. Nhỏ nó không sao, mà tự nhiên lớn lên nó bệnh, mà khám không ra bệnh luôn. Có những con khám ra bệnh mà chị cũng không hết. Rồi nó ra đi từ từ. Nuôi nhiều con rồi cũng quen cái cảnh đó. Thì đứa nào nó sống với mình được khoảng chừng trên 5 năm là tốt rồi. Đa số mấy con mèo nhỏ đó mình phải giữ cho kỹ nha. Con mèo nào mà sống qua được 1 năm thì nó sẽ sống luôn. Còn dưới 1 năm thì có nhiều nguy cơ lắm nha mọi người. Những lúc nó còn nhỏ như vậy nè, thiếu dinh dưỡng, thiếu sữa mẹ nè, mình cố gắng tới đâu được thì mình cố gắng, tùy vào cái điều kiện khả năng của mình thôi. Rồi nếu sau này mà có cái chuyện gì xảy đến thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Khi mà mình nuôi những con này nè, nếu mà mình muốn cho tụi nó sống dai, sống hoài với mình á, thì mình cũng phải có điều kiện chút xíu nha các bạn. Mình có điều kiện, mình giữ tụi nó không để mất nè. Tức là mình phải có gạo hay có nhà riêng cho tụi nó ở nè. Thứ hai là mình cũng phải có thức ăn này nọ cho tụi nó không có thiếu dinh dưỡng nè. Thứ ba là phải có tiền trị bệnh cho tụi nó. Nhiều con có một cái căn bệnh, bệnh tốn tiền không đó. Mình không có tiền cũng vậy thôi. Mà bây giờ nhờ có mạng xã hội nha, người nào có tâm yêu thương mèo nhưng mà không có điều kiện, không có tiền á, khi mà mèo chó người ta bị bệnh thì người ta biết đăng lên mạng xã hội. Thì mỗi người giúp một ít, người hùng chừng 5, 10, 20 ngàn, mà nhiều người cũng đủ cái tiền trị bệnh cho mèo đó rồi. Mà cái người nuôi mèo đó cũng phải có thời gian chăm sóc nữa. Nhiều người nuôi mèo phải bận đi làm, rồi khi nó bệnh á, không có thời gian ra vô coi nó. Rồi cuối cùng nó cũng phải chết ở cái nơi xa lạ lạnh lẽo mà không có gặp được chủ luôn. Có nhiều trường hợp đó lắm. Hồi cái thời tôi còn nhỏ đó, là bà của tôi nuôi mèo cũng không có điều kiện gì trơn á. Chính vì không có điều kiện, do đó nuôi có một con mèo duy nhất nè. Mà nuôi là giữ nó trên gác nha, ở trên gào lại trơn luôn. Hồi đó bác sĩ thú y là người ta đi chích dạo chứ không có phòng mạch như bây giờ đâu nha. Chứ không có thức ăn mèo, không có hạt mèo như bây giờ đâu. Hồi đó là trộn cơm với cá. Mỗi ngày chích ra 10.000 để dành có 10.000 mua con cá. Ăn 2 buổi nha. Một buổi ăn một mặt, 2 buổi ăn 2 mặt con cá, xong. Mà hồi đó nuôi mèo công nhận thoải mái lắm. Chắc cái thời đó mấy mèo nó không có bị bệnh nhiều như bây giờ. Con nào con nấy nuôi hả, khoảng chừng 7-8 năm mới chết không à. Có con cả 10 năm luôn. Mà khi nó bệnh nó già nó chết, chứ không phải nó mấy bệnh này bệnh kia, bệnh còn trẻ đâu nha. Bệnh sặn thận này nọ là không có đâu. Rồi hồi đó bà của tôi cho mèo đi vệ sinh nó không có tốn một xu nào tiền cát hết trơn. Phía ngoài lan can trên gác á có cái chậu bông bự. Mỗi ngày nó mắc tè nó vô đó nó tè. Nó ị nó ra đó nó ị. Thì chừng 2 ngày thì bà tôi gom một lần bỏ, đem ra ngoài thùng rác bỏ. Nó nuôi một con mèo là đơn giản tiện lợi lắm. Mà trong khi bà tôi ăn chay đó nha. Ăn chay trường mà phải trộn cá cho mèo ăn hàng ngày đó. Hồi đó tôi còn nhỏ xíu à. Mà cái cách nuôi mèo thiệt, nuôi hay thiệt chứ. Nuôi con nào con nấy là 7-8 năm không. Có con mà đó tôi biết á, tôi còn nhỏ xíu tôi biết là con mèo đen. Lúc đó tôi học lớp 1, lớp 2 nhỏ xíu à. Mà con mèo đó cả chục năm rồi.
Tôi kêu nó là anh ngáo nha, nó tên ngáo. Còn thời bây giờ sao thấy mèo chó có nhiều căn bệnh nó ghê quá. Cái bệnh gì đâu mà viêm phúc mạc rồi tùm lum hết trơn á. Bệnh mà phải lấy cái ống chích hút mấy cái dịch ra, rồi nói chung là tim chích nó đau đớn quá, cuối cùng nó cũng phải chết nè. Nếu mình biết như vậy đó, thôi mình để cho nó ở nhà, chứ khỏi có phải kim đâm này nọ, thiệt á. Nếu mà biết mà trị không hết á, thì mình thôi mình cho nó ở nhà tới đầu tới. Nếu mà mình có thể theo nó được tới bác sĩ luôn á, mình ở đó luôn với nó thì mình theo. Còn mình không theo được á, thì thôi mình để nó ở nhà, có gì khi nó chết nó còn gặp được mình. Thật ra này, nếu mà những con nào mà nhắm cái bệnh trị không khỏi đó, giống như ở nước ngoài đó, người ta cho nó một mũi tim nhân đạo, nó không có bị đau đớn nữa. Chứ đã trị không khỏi rồi mà cứ gán cầm cự cho nó sống được ngày nào hay ngày nấy, thấy không khác gì hành hạ nó. Nhưng mà mình có can đảm mình cho nó tiêm cái liều thuốc mà cho nó đi hay không cũng khó nữa. Ai chứ tôi là không có can đảm mà quyết định cho nó tiêm cái liều đó đâu. Mà thôi tới đâu thì tới, tùy vào hoàn cảnh mà mình quyết định thôi. Bây giờ mấy cái video của tôi chỉ quay cái hình ảnh vui vẻ tích cực thôi. Lâu lâu quay lại cái kỷ niệm con quách què đó thì nó hơi tiêu cực chút xíu. Ý là tôi hạn chế đăng những cái clip buồn rồi đó nha. Chứ tôi mà muốn đăng mấy cái clip buồn hay clip bệnh hoạn của tụi nó, mấy bạn coi xong chắc mấy bạn bị stress trầm cảm nguyên ngày luôn quá. Do đó những cái clip mà tiêu cực bệnh hoạn này nọ đó, tôi có rất là nhiều. Mà tôi xóa hết trơn, mình không có để lại chứ mình không có giữ lại. Với lên YouTube mà mình thấy cái hình ảnh con mèo bệnh hay là mấy con mèo con chó bị bạo hành đó, mình không có muốn coi luôn. Lâu lâu đăng về con quách là chỉ muốn là cho mọi người biết hồi đó con quách nó sống dai dai thôi. Chứ mấy cái mà trị bệnh hoạn á, mình hạn chế tối đa luôn. Nó không có hay. Đúng là khi mình đăng lên nó sẽ rất là nhiều người tò mò coi, nhưng mà coi lại nó không có vui chút nào hết trơn. Với sau này những con trong nhà mình đó, thí dụ có con nào nó ra đi đó, mình chỉ thông báo là nó ra đi thôi, mình sẽ ít nhắc tới nó. Chứ mỗi lần nhắc tới rồi nhiều comment, bạn này nhắc bạn kia nhắc, nhắc đi nhắc lại, đọc nó rất là đuối, rất là quải luôn. Những cái chuyện buồn, mấy chuyện đau thương á, đừng có nhắc đi nhắc lại hoài. Cũng như hồi đó cái vụ con quách nó mất đó, thì tôi cũng có nói một hai lần trên mạng xã hội rồi. Rồi mỗi ngày tôi lên, tôi đăng con khác mà tôi đã quên rồi. Rồi có nhiều bạn cũng nhắc lại, mà những bạn đó cực kỳ thương con quách luôn. Nhắc lại thì mình cũng buồn chứ. Nhưng mà những gì nó đã qua rồi thôi, cho qua đi. Có nhắc có đăng á, chỉ đăng lại những cái kỷ niệm hồi đó con quách nó giỡn viên khế á, kỷ niệm vui vẻ đó, chứ không có nhắc về kỷ niệm mà nó bệnh hoạn. Nó tôi làm vậy đó. Chứ hồi đó tôi nhớ tôi đem con quách đi thiêu đó. Trời ơi, TikTok nó đưa tôi lên xu hướng ông ơi. Và những cái người mà thương con quách á cứ thấy hoài á, rồi comment vô á, tôi không muốn cái hình này xuất hiện nữa mà tại sao cứ xuất hiện hoài. Nó ngày nào mà thấy là cứ khóc hoài à. Những người mà thương con quách tới nỗi vậy đó. Rồi người ta nói á, không có muốn chặn chị đâu. Nhưng mà nó cứ đề xuất cái hình ảnh con quách như vậy hoài, em phải chặn cái nick của chị. Bởi vì cũng tội nghiệp. Rồi nữa cái đợi tôi đăng cái hình ảnh vui vui á, không còn hình ảnh đó nữa, cái gỡ chặn follow lại. Nhiều cái cũng hài lắm. Do đó những cái gì á, tiêu cực á, mình sẽ thật sự hạn chế, mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trừ khi có chuyện gì xảy ra hay có cái gì đó mình sẽ nhắc lại thôi. Chứ bình thường mình không muốn nhắc. Cái video thiêu con quách là người ta hỏi mình thiêu mèo ở đâu, giá bao nhiêu tiền, mình nói mình trả lời thôi. Mà những cái video mình đã đăng kỷ niệm tụi nó rồi, mình không có muốn xóa thì nó khó vậy đó. Thôi bây giờ rút kinh nghiệm, chứ mình nói với bạn á, sau này những đứa nào nó ra đi á, mình chỉ thông báo một lần thôi, chứ mình hạn chế nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trừ khi có chuyện gì nó khiến cho mình nói thì mình sẽ nói thôi. Mình biết có nhiều bạn á, tâm lý không có vững, nuôi một hai con mà thấy cái cảnh tụi nó chết chóc một cái là sợ rồi, ám ảnh này, không có muốn nuôi nữa. Hồi đó tôi cũng giống như mấy bạn vậy đó. Mà khi mà tôi nuôi quá nhiều thì từ đó thì mình cũng phải mạnh mẽ chút xíu, mình không có phải mà dễ yếu đuối gì được. Khi con này mất thì mình cũng còn những con khác để mình lo nữa, do đó mình không có suy nghĩ nhiều được. Mà khi tụi nó mất đi đó, mấy bạn cũng không có nên buồn hoài. Nó đã mất rồi thì nó đâu có còn cảm giác đau đớn gì nữa đâu. Khi nó mất thì mình phải rút kinh nghiệm, tại sao con đó nó mất thì mình áp dụng, sau này mình nuôi những con khác, mình không để cho tái phạm cái lần đó nữa. Thì chỉ vậy thôi, chứ những đứa mất rồi nó đâu có còn bị giam, bị tù túng, tim chích đau đớn gì nữa đâu. Cứ nghĩ như vậy đi, mình sẽ đỡ buồn hơn. Là tụi nó giảng sanh hay tụi nó đầu thai rồi thì còn gì nữa đâu mà buồn. Và có điều kiện thì mình nuôi con khác, thì mình coi nó như là cái con hồi xưa mất vậy thôi. Mấy đứa con của con Ngầu tôi nói mấy bạn nghe ha, nó y chang những con mèo hồi xưa của tôi mất luôn. Con đại ca này nè, bây giờ tôi thấy nó không có giống con nào hồi xưa tôi nuôi mất. Hồi đó tôi còn nhỏ, tôi nuôi mèo cũng dở lắm, nuôi là cứ chết không à, là do mình thiếu kiến thức, mình không biết nuôi. Và từ từ càng lớn á, mình thay đổi từ từ. Con đen này nó giống con đậu đen hồi xưa. Đậu đen tôi chưa có thời gian làm video của nó. Con vàng này giống anh của con quách què, giống hệt luôn. Những con sau này rất giống những con hồi xưa tôi làm mất. Mình nuôi không khéo nó mất đó, hoặc là nó bệnh nặng quá nó mất. Càng ngày càng có kinh nghiệm thì mình nuôi sẽ đỡ mất hơn, vậy thôi. Do đó người ta hay cho mèo đó, tôi hay nói với những người cho mèo có cho, kiếm người nào có kinh nghiệm thì cho. Chứ để mấy người mà không có kinh nghiệm nuôi mèo, người ta thương mèo thiệt, mà người ta thiếu kinh nghiệm, người ta nuôi không tốt, không tốt bằng người có kinh nghiệm đâu. Hồi lúc tôi còn nhỏ xíu à, nhà không có điều kiện đâu nha,
Nói chung cũng khó khăn đó. Mà rảnh lắm nha, đi vô bà thú y mua đồ cho chó, mua thuốc cho chó thôi. Thấy mấy con mèo ở trong cái chuồng, có một con nó yếu lắm rồi, bà để riêng ra ngoài. Nó yếu mà nhìn nó ốm lòi xương, hai con mắt lòi ra tội nghiệp lắm. Cái tôi hỏi thú y, bà nói con đó chắc bà để ra ngoài bà bỏ rồi, chứ cứu không nổi. Mà nhìn cái mặt nó buồn hiu à, tội cực kỳ luôn. Tôi nói bà thôi cho tôi đi, để tôi đem về tôi chăm. Mình đem về, mình biết là chăm nó không sống nha, mình cho nó uống sữa, mình vuốt nó, coi như là an ủi nó đó. Thì nó sống với mình đường tuần lễ nó đi. Nó càng ngày càng ốm nha. Mà tôi hỏi bà, nó không phải là bệnh truyền nhiễm gì hết trơn á, mà cái sức đề kháng nó yếu rồi. Mà dù sao cuối đời của nó cũng được an ủi, chứ nó không phải sống ở trong cái chuồng đó. Nhìn nó tội nghiệp lắm. Thấy nó ở con mình trong cái chuồng à. Lúc đó nhà tôi là không có mèo nha, bởi vì mình mới rảnh tới vậy đó. Bây giờ có mèo rồi, mình không phải thấy con nào cũng tội nghiệp đâu. Nếu tội nghiệp quá thì mình hại con mèo của mình đó. Tại vì mình đem mấy đứa ở ngoài thú y về thì trong người nó có cái mầm bệnh gì đó, nó lây hết cho mấy con mèo mình đó. Coi như cái này là làm chuyện gùi bu mà báo mấy đứa trong nhà mình đó. Bây giờ mình ra đường mình thấy mèo hay ai đưa mèo thì mình cũng bơ luôn. Những con ở nhà mình lo trước. Chừng nào mà ổn hết á, mình dư giả, có thời gian, có sức khỏe, mình mới bắt đầu mình để tâm những con ở ngoài đường, những con khác. Còn bây giờ ở nhà vậy nè, không thể nào lo những con ở ngoài, và ai cho cũng từ chối hẳn luôn. Mà những cái việc làm này không phải mình làm để được người ta khen, tung hô gì đâu. Thật sự trong đây á, có rất là nhiều người muốn làm giống mình, mà chẳng qua là chưa có điều kiện thôi. Bây giờ tôi còn cái chuyện này nè, tôi chưa có làm nè. Mấy con mèo ở nhà tôi á, mèo ta không à, tôi không có chích ngừa bệnh con nào hết trơn. Chích ngừa dại thì có, ngừa dại thì biên lai đầy đủ, mà còn ngừa bệnh là hầu như không có chích. Tại ở nhà mèo hoang đi qua đi lại đông quá, chích lượt hết không nổi. Ở đây là tổng cộng là mười mấy con mèo hoang qua lại nữa không tính nổi đâu. Tại nghe người ta nói là con mèo mà khi nó chích ngừa đó, trong vòng 15 ngày đầu nó sẽ rất là yếu. Mình sợ mình đang chích ngừa, mình đang để nó trong 15 ngày đó mèo hoang nó có bệnh đó, nó đi ngang cái rồi nó đang yếu đó, rồi bệnh nặng thêm. Mình cứ phân vân vậy hoài, do đó mình không có chích ngừa mấy đứa nhà mình. Mà những cái tuổi như con khế ngậu khẻ cũng trên 2 năm hết trơn rồi. Do đó mình có hỏi nó không chích cũng không sao, mèo ta mà. Còn những đứa này nè, giờ tôi phân vân không biết có nên chích ngừa hay không. Ngừa bệnh đó, ngừa bệnh giảm bạch cầu, các loại bệnh của mèo đó. Ở đây có nhiều thú y lắm. Tôi hỏi thì có người thú y nói là mèo ta ít khi bệnh đó lắm, không cần chích. Rồi có người thì nói là nên chích đi. Rồi có người thì nói là nếu mà nuôi nhốt riêng á, chích làm gì. Rồi tôi cũng không có để ý tới luôn. Mà rõ ràng hồi đó đem con đậu đen về đó, lúc đầu cách ly nó 2 tuần luôn nha, nghĩ nó không có bệnh mới cho nhập bầy nha. Ai dè mình cách ly 2 tuần vẫn bệnh nha mọi người. Không phải mèo cách ly là không bệnh đâu nha, khi nó phát bệnh á, có khi á 1 tháng 2 tháng sau nó mới phát bệnh nha. Bởi vậy mọi người phải cẩn thận. Tôi bị 3 vố rồi, 3 vố đem mèo về lây cho mèo ở nhà, bị 3 lần rồi. Bây giờ tản luôn rồi. Còn về hình ảnh con đậu đen lúc đem về sao, từ từ tôi sẽ quay. Tại vì con đậu đen á, nó đem về nó lây bệnh cho hết cả bầy luôn. Thì chính con đậu đen nó lây cho con ngựa đó. Con ngựa với con nhỏ đó mất luôn á. Hai con đó nó yếu, nó đề kháng không nổi. Con quách con khế con khè được, nó lớn rồi do đó cái sức đề kháng của nó trụ nổi nha. Còn hai con đó nó chết luôn, đậu đen nó đi bụi luôn. Cái bệnh giảm bạch cầu nó nguy hiểm thiệt chứ. Nó ốm từ từ, ăn cỡ nào ăn, chết vẫn chết nha mọi người. Bây giờ tôi nuôi những con này thôi, rồi lên mạng đăng cho mọi người coi chăm sóc như thế nào. Và đưa hình ảnh những con mèo ta nó thông minh vậy nè, để cho những người mà ghét mèo ta, những người mà kỳ thị mèo đó, không chừng ta thấy rồi ta thay đổi suy nghĩ đó. Trời ơi, mèo ta nhân khế khôn trời thần, nó chứ phải là giỡn đâu. Với những con này có điều kiện tốt coi, coi nó khôn không. Này trước mắt thấy ngầu nè, thấy không? Ngầu rồi đó, nó khùng mà nó cá chớn, nó âm chị, nó ích kỷ dữ lắm nha. Mà nó thương con bắt cố luôn. Trong đây nè, tôi hơi ngán con mớp này nè nha. Nó ốm nè, nó kén ăn nè. Mớp này gán qua được 6 tháng coi. Qua 6 tháng sống luôn nha. Còn những con kia nói chung không biết được con nào đâu. Mèo con mình không có chắc được gì đâu. Tại hồi đó mình nuôi rồi mình biết. Nuôi qua 1 năm đi. Rồi, lúc đó là an toàn nha. Rồi, cho mèo uống sữa đã xong. Riêng cái video bên cái khế idol này nè, chỉ nói về cách chăm mèo, cách tập cho mèo ăn uống làm sao, nuôi lớn làm sao thôi. Ý là nói về cách chăm sóc mèo đó, để mọi người coi. Mà người nào không biết thì sẽ áp dụng theo cách của mình nha. Mà mình cũng không phải chuyên gia, mình cứ nói đi nói lại để cho mọi người biết. Nếu mà so với chuyên gia, so với mình nói thì mọi người nghe chuyên gia đi. Nhiều khi mình nói sai, không có đúng nha. Bởi vậy mình chăm nha.